Xe chở hàng tốt bụng. Xe chở hàng có cái bụng rất to, được bao nhiêu là hàng hóa. Bé hãy xem xe chở hàng đã giúp những ai. Bé nhớ học theo tấm gương tốt bụng của xe chở hàng nhé. Hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người và ta sẽ có thêm niềm vui. Heo mập đang chuyển nhà. Chà chà, nhiều đồ quá. Xe chở hàng đến đây, tôi đến giúp heo mập nào. Khỉ đuôi dài đang xây nhà. Chú cần mẫn kê từng viên gạch một, nhưng sắp hết gạch rồi. Xe chở hàng đến đây, tôi đến giúp khỉ đuôi dài chăm chỉ nào. Kịch, xe chở hàng đổ lại với hàng chồng gạch chất đầy phía sau. Ruộng ngô nhà bác gấu đầu to đã đến kỳ thu hoạch. Năm nay bác được mùa ngô, nhưng làm sao một mình bác xoay sở được đây? Xe chở hàng đến đây, xe chở hàng đến giúp bác gấu đầu to cần mẫn nào. Kịch, xe chở hàng đổ sát vào ruộng để bác gấu chất ngô lên rồi vui vẻ lao đi. Ấy, không xong rồi, chiếc xe ba bánh của ông trâu bị sụt xuống hố rồi. Xe chở hàng đến đây, xe chở hàng đến giúp ông trâu nào. Xe chở hàng gắng hết sức lôi được chiếc xe ba bánh ra khỏi vũng bùn. Mọi người ùa tới đồng thanh nói: cảm ơn xe chở hàng tốt bụng. Trái cây xài lúc liễu trong khu vườn rộng. Nào táo, nào cam, nào dưa lê thơm ngon chín ngọt. Nhưng nhiều hoa quả đến vậy, biết chở về nhà bằng cách nào đây? Đã có xe chở hàng lo liệu, mọi người sẽ không phải vất vả nữa. Xe chở hàng chất được thật nhiều thứ, quả là tiện dụng. Mùa thu đã tới, khu vườn rộng lúc liễu trái chín cây. Thu hoạch quả chín đi các bạn ơi. Mọi người vui vẻ cùng nhau đi hái quả. Gấu con ì ạch bê giỏ táo. Ôi, sao mà nặng thế, làm sao mà bê nổi mấy giỏ liền. Thỏ hồng và chồn sọc hì hụi khiêng rổ cam. Ôi ôi, sao mà nặng thế, làm sao mà khênh về được bây giờ. Cún con chạy bình bịch từ trên dốc xuống, mỏi dư cả tay và chân. Ôi ôi ôi, sao mà nặng thế, mình không đủ sức đẩy đi tiếp rồi. Nghé ọ ngồi phịch xuống đất, mồ hôi vã ra đầm đìa. Ôi, sao mà nặng thế, phải ngồi nghỉ một lát mới được. Thật là nhiều hoa quả, nào táo, nào lê, nào cam, giỏ trái cây nào cũng đầy ắp. Đến bao giờ các bạn nhỏ mới chuyển hết về nhà được đây? Bim bim bim, xe chở hàng có mặt thật là đúng lúc. Chà, thùng xe chứa được hết chỗ hoa quả của các bạn nhỏ. Xe chở hàng thật là tài. Xe chở hàng tốt bụng giúp đỡ được rất là nhiều người. Nhưng xe chở hàng đã làm ai bị đau vậy nhỉ? Ồ, hóa ra thùng xe to thì to thật, nhưng không chở được quá tải đâu. Cuối cùng xe chở hàng sẽ thu xếp như thế nào cho hợp lý nhỉ? Xe chở hàng hăm hở chạy vào thành phố giao hàng. Xe chở hàng ơi, phiền cậu chuyển cho bà ngoại tớ ít hạt dẻ nhé. Tiệp Đường Sóc liền nhờ xe chở hàng chút việc. Chú Hà Mã khệ nệ vác tủ lạnh trên lưng, gặp được xe chở hàng liền mừng rỡ nói: xe chở hàng ơi, tủ lạnh nhà chú vừa bị hỏng, chở chú vào thành phố tìm thợ sửa nhé. Xe chở hàng ơi, giúp tớ bán hết chỗ măng non này nhé. Gấu Trúc cũng năn nỉ: giúp tớ với, giúp tớ, giúp tớ. Mọi người đổ xô đến, ai cũng có việc nhờ cậy xe chở hàng. Bim bim bim, xe chở hàng nổ máy lên đường. Đang đi qua cầu bắc ngang sông, bỗng xe chở hàng nghe một tiếng kêu rất lạ. À, ui ui, đau quá. Cậu chở nhiều hàng hóa quá, đè lên người tớ đau lắm. Cây cầu khóc hu hu. Tớ xin lỗi, tớ sơ ý quá, tớ sẽ lùi lại ngay. Xe chở hàng phải bớt lại một số đồ, chia thành hai chuyến để đi qua cầu. Xe chở hàng mệt rồi. Đố bé biết tại sao xe chở hàng dừng lại nghỉ ngơi vậy. Thỏ hồng, gấu con, chó đốm và sẻ nhỏ gắng sức đưa xe chở hàng đến trạm xăng. Đúng là những bạn nhỏ nhiệt tình, ưa làm việc tốt. Ồ, hóa ra là đi cả chặng đường dài, xe chở hàng phải uống xăng rồi. Ngày hôm nay, xe chở hàng đã chạy cả quãng đường dài Bỗng cậu ta đột ngột dừng lại. Xe chở hàng ơi, cậu bị làm sao vậy? Cậu ổn chứ? Thỏ Hồng nhẹ nhàng hỏi thăm. Xe chở hàng bị sốt rồi, người cậu ấy nóng hừng hực đây này. Cậu còn hốt hoảng nói, xe chở hàng ơi, cậu mau đến bệnh viện khám đi. Các bạn đều rất là lo lắng cho sức khỏe của xe chở hàng. Tớ không sao đâu, chạy lâu quá tớ bị khát. Đến trạm xăng uống một chút xăng là sẽ ổn thôi. Các cậu ơi, lại giúp xe chở hàng một tay nào. Thỏ Hồng cuốn quýt gọi. 2, 3, hò vô ta nào. 4 bạn nhỏ lấy hết sức để kéo xe chở hàng đi. May quá, gần đến cây xăng rồi. Mọi người cố lên nào, cố lên một chút nữa thôi. Cảm ơn các bạn thật là tuyệt vời. Xe chở hàng uống nó một bụng xăng, lại vui vẻ lên đường. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện tiếp theo nhé. Các bé nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé.